Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ sáu rồi. Thứ sáu máu chảy về tim. Ok, ngày hôm nay cũng là ngày cuối của tháng 12 và cũng là ngày cuối năm 2021 nha mọi người. Thì ngày mai đã là Tết Dương lịch rồi này. Đó, thì ngày nay cũng xin kính chúc toàn thể anh em nào hiện đang xem clip này sẽ có một ngày mới học tập và làm việc thật vui vẻ này. Và đặc biệt là nhiều sức khỏe này. Đó, thì đến hẹn lại lên trong game của chúng ta lại có chuyện sự kiện tuần mới rồi này mọi người. Đó, thì mình lại tiếp tục đi review cho anh em xem đây. Đó, thì chuỗi sự kiện ở trước mà anh em cũng đã thấy rồi này. Đó chính là chuỗi sự kiện tuần có tên là lễ hội năm mới nha mọi người. À, bắt đầu vào ngày 31 tháng 12 là hôm nay và kết thúc là ngày 6 tháng 1 nha. Đó, thì anh em có thấy ảnh trước màn hình này là ảnh sale đầu năm nè mọi người. Siêu sale đầu năm ngày 1 tháng 1 á, có nghĩa là ngày mai. Thì hình như là mấy mốc này là mốc nạp định mức thì phải mọi người. Anh giảm á, thấy có mấy trang phục khá là đẹp mọi người. Đó, không biết thì cái này mình nghĩ có lẽ nó sẽ ra trong nạp định mức ngày mai mọi người. Đó, thì đầu tiên mình sẽ đi review cái sự kiện nạp định mức này hôm nay nha. Đây, 20k thì anh em sẽ nhận được một cái set đồ. Set đồ tím tốc độ 45 nha mọi người. Set đồ thỏ con như thế này. Cái này hình như là một đồng số được không ta? Có đồng số không nha? Đó, thì 50k anh em sẽ nhận được cái vũ khí đó là sức mạnh thánh quang. Đó, vũ khí này mình đã có review cũng như là trải nghiệm trong ranh khá là nhiều rồi mọi người. Quả bếp Barbie tháng 4. Đó, thì hiện tại cái nạp định mức nó đang x20 thì phải mọi người. Gấp 20 lần thì phải. Hôm nay mình thấy kim cương tùy theo mốc mọi người. Như mốc đầu tiên nè. Ồ, 2021 năm cũ đi. Đó, thì tiếp theo đó là mốc 100k thì em sẽ nhận được một cái khuôn mặt cam tốc độ 200 thế giới cổ tích nha. Rồi 200k thì em sẽ nhận được cái tóc nè. Tóc nón thỏ tốc độ 200, tóc cam. Đó, 500k thì em sẽ nhận được cái thân, đó là lễ phục thỏ này. Tốc độ 200 luôn nha mọi người. Và cao nhất đó là mốc 1 triệu thì em sẽ nhận được một cái cánh cam tốc độ 120. Cánh này là cánh thác nơ diệu kỳ nha mọi người. Kèm theo đó là một cái nhẫn ao diệu của bộ đỉnh bao 3 tuổi. Đó. Ok, vậy là xong cái sự kiện nạp định mức nha. Nạp bằng đầu ngay. Đó, thì tuần này của chúng ta đó là vật phẩm bồ câu nha mọi người. Và kèm theo đó là sẽ có một cái thẻ đổi. Đó là thẻ mừng năm mới 2021 nha. Nhầm, thẻ mừng năm mới mọi người. Không có nghi ấy. Đó, ok, thì tên ly nạp này. Tên ly nạp thì 600 kim cương em sẽ nhận được 3 quét báo con. Này là 300 kim cương. Một cái 2 kim cương em sẽ nhận được một cái khuôn mặt cam tốc độ 200 nha mọi người. Chú mèo dễ thương 6 mét ong này. 2k kim cương em sẽ nhận được một cái một cái khuôn mặt nữa này. Một cái set này như set khác mọi người. Khuôn mặt cam tốc độ 200, sức mạnh tam giác và kèm theo đó là cái tóc này. Thám hiểm một mình. Ủa mà sao tóc này là 9 ngày thế này? Nghĩ ra mình lỗi mọi người. Mình lỗi nè, chắc không. Ưu quà vui vẻ nè. 4k kim cương thì em sẽ nhận được một cái thân. Đó là linh hồn dũng sĩ tốc độ 200. Kèm theo đó là hai con bé em bé bóng nước. Sát thuộc cam. 6k kim cương thì em sẽ nhận được một cái dấu chân. Đó là vòng sáng bạch dương. Dấu chân cam. Tiêu quà vô cực. Rừng bùa lá bạch 6 nha mọi người. 10k kim cương thì em sẽ nhận được một cái con thuốc gửi cam. Đó là con hỏa phụng may mắn. Tiêu quà siêu cấp. Rừng bùa 20k kim cương thì em sẽ nhận được một cái ý chí khí ước. Tiêu quà tinh luyện này. Tiêu quà vô cực. Siêu tiêu quà đá khảm. Và cao nhất đó là 30k kim cương thì em sẽ nhận được một cái sách thùng khí. Của cái bộ gì đây ta. Túi quà tinh luyện này với lại túi quà vô cực, túi quà siêu cấp. Và tiếp theo đó là tích lũy tiêu phí 3 ngày đầu thì vật phẩm của chúng ta đó là mảnh khiên phản đòn. Để coi thì 150k tiêu phí thì em sẽ nhận được cái vũ khí đó là hộp cơm nha mọi người. Hộp cơm này, túi quà tinh luyện. Tiếp theo là ưu đãi giới hạn 3 ngày đầu, đó là quà Bad Boy tháng 4, quà trưởng thành vườn, túi tiêu hoa Bad này. Phần quà may mắn thì vẫn là cái vũ khí này trong thần ân nhân vương. Đừng bùa cũng không có gì mới. Giới hạn đổi quà đây. Đây thì cái thẻ mừng năm mới của chúng ta nè mọi người. Thì nó cũng kiểu dạng như là mấy thẻ lúc trước. Ủa bây giờ nó cho đổi cái thuốc cưỡi khác rồi nè mọi người. Đây đó là con thuốc cưỡi Vespa, xe máy Vespa thuốc cưỡi tím. Giá là 20 cái thẻ này.
cái cánh cam, cánh rồng ma. Cánh này như mình có rồi ta. Như mình nhớ cánh này lúc trước nó có bán trong cái ưu đãi giới hạn luôn. Khá là lâu rồi. Wow, dưới đây là có cái vũ khí phó thần tài này mọi người. 50 cái thay đổi. Cũng khá là chát nha. Đây, tiếp theo đó là 200 cái thẻ này thì đổi được cây con thú quỷ cam. Rác châu chấu này. Dưới đây 250 thẻ. Ảo hóa cam nha mọi người. Không có nhiều kỳ. Người thần mộng ảo này. Tới 300 luôn nè, 300 thẻ. Cái chi khí ước cũng có trong đây luôn, cho đổi luôn nè. Đó thì quà nó đổi mới một tí nha mọi người. Cái này thì vẫn kiểu cũ hơn mọi người. Cái con bét này thì cũng vậy. Có cái mới là cái xe máy Vespa này, cánh này. Cái vũ khí mới rồi mọi người, không phá thần tài. Ở trước đây là cái vũ khí giáp kẹp với lại hồ điệp mọi người. Bây giờ nó đưa phá thần tài vô đây luôn. Mà năng giá là 50 cái này thì cũng hơi cao quá nhờ. Chúng mình một tí này mình xem cái free full là anh em sẽ kiếm được bao nhiêu nha. Đó. Đây, ở dưới đây đó là vật phẩm chim bồ câu của chúng ta nè mọi người, tuần này. Đó, thì mấy cái này cũng kiểu như mấy sự kiện tuần lúc trước thôi mọi người. Thì cũng giáo trăng này, với lại cái bét này nè. Con bét cà bay biển. Trang bị in hoa 3 tuổi. Ok, và tiếp theo là nạp liên tục này, 3 ngày đầu. Ngày đầu tiên thì nhập được một cái khuôn mặt cam, tốc độ 200. Hồ hởi hà, hey. Trời, cái tay gì thế nhờ. Túi quà siêu cấp, túi quà vàng siêu lớn rồi. Và ngày thứ hai thì em sẽ nhận được một cái tóc, đó là thỏ rạng rỡ, tốc độ 200. Như là sách này là sách đồ mới mọi người. Ngày thứ ba thì em sẽ nhận được một cái thân tốc độ 200, đó là vui vẻ dạo phố này. Kèm theo đó là một cái dấu chân lì xì mọi người. Thứ quà tinh luyện, dấu chân lì xì thì em hoàn toàn có thể mở mảnh tết ở trong cái thương nhân nha mọi người. Hoặc là có thể mua trong cái xô xếp hạng cũng được. Đây, vui góp tuần này của chúng ta đó là cái dấu chân hoa sen đã rộ. Không phải, đường mòn Hami nha mọi người. Đường mòn Hami. Kèm theo đó là một cái con bét Kobe xinh xắn này. Bắn xếp hạng tiêu hóa chủ, cái này như chưa reset. Đây, trạng thái xếp hạng. Thì cái thẻ này đây mọi người. Có anh em có thể kiếm trong cái trạng thái xếp hạng này. Thì mình sẽ tính xem full là anh em sẽ kiếm được bao nhiêu nha. Đây, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 có 8 cái à? 2, anh em lại 2 4, 6 đúng rồi. Giờ anh em cày full rank 50 trận thì sẽ nhận được 8 cái. Tăng cấp bét thì không có nha. Tăng cấp bét sau lần này không có cái vật phẩm đó ta. Không có trong này này. Tiếp theo là nhận trang bị. Nhận trang bị thì có nha mọi người. Nhận trang bị thì lần này nó đưa vô trong cái nhận trang bị này. Thì anh em sẽ kiếm được đâu đó là 2, 4, 5 cái mọi người. Đó, thì như vậy là anh em đã kiếm được đâu đó là bên đây là 8 cái này. Nhận trang bị 5 cái nên là được 13 cái. Đó, và cuối cùng đó là sự kiện tích lũy đăng nhập nha mọi người. Đây, ngày đầu tiên này. Ngày đầu tiên thì full 7 ngày thì mỗi ngày anh em sẽ nhận được một cái thẻ này. Như vậy là tổng lại là 20 cái mọi người. Nhưng mà anh em cày free full thì anh em sẽ kiếm được đâu đó là 20 cái thẻ này. Thẻ năm mới. Thì cũng có lẽ sẽ đổi được cái gì ta? Vẫn chưa đổi được cái vũ khí đâu mọi người. Vũ khí tới 50 cái luôn mà khá là chắc. Đó, thì ngày đầu tiên này mọi người, ngày 2 này. Cái vật phẩm này thì cũng khá là bình thường thôi. Chủ yếu là cái thẻ mừng năm mới của chúng ta này. Chúc mừng năm mới nè mọi người. Ngày thứ tư, ngày thứ năm này. Bánh donut các kiểu. Ngày thứ sáu này. Đây, ngày thứ bảy. Đó, ok, thì giờ mình sẽ nhận luôn nha. Ngày đầu tiên. Đây thì anh em nếu cài full này sẽ được tổng hay là 20 cái này. Mình sẽ quay lại cái giá hạn đổi quà để xem nè. 20 cái thì anh em có thể đổi được. Đó là cái cánh này mọi người. Cánh và xe máy Vespa này. Đó. Từ đây thì mấy con bét với lại cái này. Tinh thánh quang cam nè mọi người. Tím cũng có này. Đó. Thì 20 cái nếu mà em là chưa có cái con xe máy Vespa này thì có thể vô đây đổi nè. Đó. Cũng khá là xịn sò. Con này thì thuốc ký tím nha mọi người. Cái cánh này nè. Cánh cam tốc độ 120. Mấy cái này với này thì chắc phải nạp thôi chứ sao mà cày. Chắc phải hạ vô này mọi người, phải đổ đi. Đó, như vậy là xong nha mọi người. Đây,
chuỗi sự kiện tùng đại hội năm mới. Đó, thì hôm nay như là nó có cái gì ta, có cái sự kiện sang có các mọi người theo khung giờ á. Đó, thì mình có lẽ mình sẽ để trên màn hình á, nên đăng nhập vô game mà theo cái khung giờ mọi người. Thì trong đây thì nó sẽ phát code theo cái kiểu dạng đó là thông báo nha mọi người. Thì anh em nào mà nhanh tay được thì có thể nhập được. Mà không biết là code này là nó sẽ có gì trong đó thì mình cũng chưa có rõ đâu mọi người. Đó. Nhưng mà mình nghĩ là cái này nó sẽ giới hạn bao nhiêu đó thì mình cũng không rõ nữa mọi người. Có thể là vài trăm lượt nhập hay là cả ngàn hay là bao nhiêu ngàn, nó không rõ nữa mọi người. Đó, thì có lẽ hôm nay thì mình theo công giờ thì mình sẽ cố gắng on vào cái giờ nào đó, mình sẽ test thử là xem có nó là sẽ có gì trong đó nha mọi người. Ok. Đó, thì như là xong, mình vừa mới review xong cái chuỗi sự kiện tuần mới có tên là lễ hội năm mới này. Đó, thì ngày mai nó sẽ có siêu sale đầu năm này mọi người, nên em nhớ vô game để chơi đi nha. Đó. Túi đầy rồi mọi người. Điểm danh mà túi mình nó đầy mất tiêu rồi. Sẽ mở cái này đi. Thì ra là cái này chưa mở. Ok, 30 ngày 200 kim cương. Đó. Thì có lẽ là clip mình đến đây thôi nha mọi người. Đó, thì nếu nào xem tới đây rồi thì đừng tiếc gì kéo xuống trong xin một like và nhớ là để lại một lượt comment bất kỳ bên dưới. Và nếu là người mới thì nhớ là nút đăng ký kênh, thông báo để không bỏ lỡ cái video mới nhất của mình nha. Còn bây giờ thì có lẽ là hẹn anh em một clip tiếp theo. Bye bye mọi người nha. We'll be right back.